Vĩnh Phúc quê em mấy ngày hôm nay mưa rả rích mấy ngày hôm nay rồi các bác ạ. Đây, đây là khuôn sàn lợn bên em đúc làm cho khách hàng để đúc trong vòng khoảng 24 tiếng thì dỡ ra đây nhá các bác nhá. Khuôn sàn lợn với lại khuôn đúc cái song chắn thác ấy thì là quy trình đúc như nhau, khuôn làm thì chỉ khác khuôn thôi, tức là khác bản vẽ, khác kích thước thôi, còn quy trình đúc là như nhau. Thế nếu mà bác nào mà đúc cái sàn lợn này mà các bác định đúc trong vòng khoảng 24 tiếng ấy, thì các bác phải báo trước để bên em sẽ làm khuôn theo kiểu đúc 24 tiếng thì dỡ. Còn nếu như mà khuôn mà đúc trong vòng khoảng 10 phút để dỡ ra liên tục ấy, thì chúng em cũng lại có phương án và sẽ hướng dẫn cách đúc của cái khuôn dỡ ra liên tục trong vòng khoảng 10 phút các bác nhé. Thế nhưng mà cái chất lượng sản phẩm thì bề mặt và chất lượng thì nó cũng chất lượng thì có thể là như nhau, nhưng mà bề mặt thì nó sẽ khác nhau, vì là nếu đúc trong vòng khoảng 24 tiếng dỡ ra thì nó rất là tốn khuôn đấy. Như cái đơn hàng của bác này mười mấy bộ, muốn có mười mấy sản phẩm trong một ngày thì chúng ta phải sử dụng là mười mấy cái khuôn như này luôn các bác nhé. Đấy, thế còn nếu mà đúc trong vòng khoảng 10 phút dỡ ra thì chỉ cần hai cái khuôn thôi, một ngày chỉ cần hai người làm 22 cái khuôn thôi, có thể chúng ta sẽ đúc được khoảng 40-50 tấm một ngày các bác nhé. Đấy, thế nhưng mà nếu mà đúc trong vòng khoảng 24 tiếng mới dỡ ra thì nó sẽ tốn khuôn, nhưng mà bề mặt rất là đẹp. Đấy, nó sẽ không bị biến dạng cái sản phẩm sau khi chúng ta dỡ ra. Đấy, thế thì chúng ta hãy lựa chọn nhá. Nhưng mà cơ bản là khuôn sàn lợn này người ta hay thường là vẫn sử dụng bằng phương án đúc trong vòng 24 tiếng thì dỡ, vì đỡ mất thời gian. Đấy, chỉ mất tốn khuôn thôi nhưng lại không tốn công. Đấy nhá, đây là khuôn sàn lợn bên em làm cho khách hàng đây. Các bác lưu ý là khuôn sàn lợn và song chắn rác đúc bằng bê tông ấy thì là như nhau nhá, quy trình đúc như nhau. Đấy, vậy nên là chúng ta sẽ đặt khuôn theo yêu cầu cho khách hàng nhá. Đấy, đó, em xin chào và hẹn gặp lại.